Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng hành tọa. Đại chúng khỏe không ạ? Cái gì đó Phật, chúng ta hôm nay sẽ học bài phẩm Nguyệt Dụ phẩm 15 và 16. 16 là Bồ Tát. Sau cái phẩm này á, thì là hai bên Bắc Bản và Nam Bản sẽ giống nhau. Tức bắt đầu từ phẩm 17, đại chúng bên Nam Bản kêu là đại chúng Sở Vấn, còn bên Bắc Bản thì kêu là đại chúng Thừa Hỏi. Ok, 15 Nguyệt Dụ. Chữ Nguyệt Dụ là quý vị thấy có gì rồi đúng không? Có được cái tư tưởng rồi đúng không? Nguyệt là trăng, Dụ là ví dụ. Đức Phật không bao giờ nói thẳng hết á, Đức Phật bao giờ cũng dùng những cái ví dụ, giống như công kinh Pháp Hoa đó. Người cùng tử hay là hóa thành, ngày không có nói thẳng này, thành ra nhưng mà cũng giúp cho mình rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói cái năm xưa đó, lúc mà mình là con người mà mới sơ cơ còn hỏi đó, thì Ngài dạy cái giáo lý để mà giúp cho mình được kêu là thoát khổ. Nhưng mà khi mà đã đạt được rồi đó, thì là Ngài lại nói khác, lấy ra một cái lý ví dụ khác. Thì trong suốt cái quyển sách này, quyển kinh Đại Bát Niết Bàn này, chúng ta cứ nghe cái chuyện đó hoài. Chuyện ngày xưa khi mà còn là thanh văn duyên giác, và chuyện ngày nay khi là trở thành Bồ Tát để tiến lên cái phẩm vị cuối cùng của vô thượng Bồ Đề. Nó luôn luôn cho chúng ta nghe cái sự so sánh này. Sư đang ở trang 401 của quyển số 5. Đức Phật bảo của Ca Diếp Bồ Tát, ví như có người thấy mặt trăng lặn cho rằng mặt trăng đã mất, đúng không ạ? Mình nói ồ hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày mùng 2, mùng 3, nó đâu có thấy trăng ngoài đó gì đâu, không có. Vậy là mà trăng mất rồi đúng không? Rồi đến từ đến tuần sau là mình thấy bắt đầu trăng khuyết một nửa trên đó. Rồi đến tuần sau nữa là mình thấy trăng tròn sáng vằn vặc. Quý vị có để ý là trăng ở đây nó lớn hơn trăng ở Việt Nam không? Sư lần đầu tiên mà sư thấy một cái vầng trăng to đùng này là trước mặt mình, tôi nói trời đẹp quá trời, lớn dễ sợ. Cái mình nói cái ở Mỹ cái gì cũng lớn hết trơn. Thế không, cái gì kia là Nguyệt Dụ mà cái suy nghĩ vậy thôi, chứ còn đâu có lớn có nhỏ gì đâu, không giống nhau hết trơn. Rồi từ ở đây cũng thế, chúng sanh ở địa phương khác thì nói là mặt trăng đang mọc, còn mình thì là nói mặt trăng đã khuất đi rồi. Sự thật mặt trăng không có lặn mọc chỉ vì khuất
chướng không có thấy, và người phương này nếu mà người phương này thấy thì phương kia không thấy, thì có cái hiện tượng như vậy đó mà. Như Lai chánh biến chi xuất hiện ở cõi đại thiên thế giới, sanh ra tại châu Diêm Phù để có cha mẹ, đây là những cái sự thị hiện của Đức Phật để mà giúp mà xuống để giúp chúng ta. Chúng sanh để cho rằng Như Lai giáng sanh, mình cảm mình dùng đủ thứ danh từ để mà ca tụng cái sự thị hiện của Đức Phật, đúng không? Cõi Diêm Phù Đề Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn, cũng vậy, mình có một tăng những cái danh từ để mà diễn tả sự kiện này, cho rằng Như Lai nhập diệt với ý tưởng Như Lai đã chết rồi. Nhưng đúng lẽ là Như Lai tánh không có sanh không có diệt, lúc nào cũng thường còn, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì Ngài thị hiện ra một cái hình tướng, ra một cái hoàn cảnh để giúp đỡ chúng ta thôi. Một mặt trăng không có khuyết, không có tròn, chỉ vì là mình đang đứng ở cái phương trời này, mình nhìn và về phía đó thì thấy như thế, còn người phương khác cũng lại nhìn cũng thấy khác, nhưng mà thực sự là nó chỉ có một thôi, nó tròn như vậy thôi. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai hoặc hiện giáng sanh đi bảy bước, hiện vào học đường, đó tất cả những cái điều mà mình được nghe lịch sử tương truyền rằng cái sự kiện nó xảy ra như thế đó. Rồi chỉ có tương tự như vậy, chỉ có một trăng duy nhất, không có trăng mùng 1, mùng 6, mùng 7, tức là không có những cái dữ kiện như vậy, mình cứ tưởng tượng ra là khi ngày hôm nay thì thấy như thế, thì giống như Đức Phật ấy, sinh ra thì như thế, rồi ngày lớn lên như thế nào đó, đó mình thấy có diễn tiến như vậy, nhưng mà đâu có biết là thực chứng thì ngài không có sanh không có diệt, chỉ có trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi thì ngài có thị hiện ra như thế. Rồi nói đi nói lại cũng chỉ nói rằng là Như Lai là thường trụ, không có thêm cũng có bớt nữa. Như mặt trăng không có non, không có già, không có khuyết, không có tròn, như vậy đó. Rồi Như Lai tánh vượt ngoài sanh diệt, tất cả những cái chúng ta bây giờ là bắt đầu là thuộc lòng mấy cái này rồi, đúng không? Rất là tốt. Quý vị biết không, tí xíu nó sẽ thấy những người mà duyên chúng ta đã được có cơ duyên, phước duyên lớn để được học kinh này, cho đến khi mà chúng ta lâm chung, hoặc là chúng khi có những cái sự nguy hiểm mà cần đến cái tín tâm của chúng ta đó, chúng ta chỉ cần nhớ lại được, con đã có tín tâm, con đã có tin tưởng rằng là Như Lai là thường còn, Như Lai là không có thay đổi đó, thì đó cũng là cái hạt giống để giúp cho mình được tái sanh trở lại với lại cái niềm tin vững chắc đó. Tí xíu trong sách này ngài cũng có dạy về như thế đó. Thành ra những việc mà quý vị chúng ta nhắc đi nhắc lại không có vô bổ chút nào, nó rất là tốt cho mình nhé. Rồi thành ra mấy cái này mình cứ nói cùng một cái ý nghĩa như vậy đó. Rồi ngài Đức Phật đã cho rất nhiều ví dụ, vừa nói đến trăng tròn trăng khuyết nè, vừa nói đến sống của Thái tử Đất Đạt Đa, sự thể hiện của ngài đó qua cái hình tướng của Thái tử Đất Đa. Rồi bây giờ trong cái trang 408 lại nói đến cái chu kỳ của đất trời, chẳng hạn như mùa đông, mùa hạ và mùa xuân thì thế nào, đó là ngày ngắn, ngày dài, ngày không ngắn, không dài, ví dụ vậy đó, tất cả những cái này đó. Thì mình ở trong cái thế giới mình đặt ra những cái tư tưởng như vậy đó, thì đó là cái mà người thế gian để làm cho mình
giống như là sống trong cái hoàn cảnh nó có sự thay đổi, mình luôn luôn expect là thay đổi, xuân qua thu lại, hè tới, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái này là cái chu kỳ sống của con người nó như thế, và mình cứ lăn lộn ở trong đó một cách nghĩa là rất là happy, rất là đấy. Thế thì mùa hè hả, tôi kết mấy cái quần áo mùa đông vô, lôi cái rương mùa hè ra, đúng không, giặt rũ phơi lên, đúng không, hay là mấy cái mền nặng nặng này hết mùa hè rồi, đem ra phơi ra, đem đi giặt rũ cất đi. Chúng ta cứ thành một cái cycle như vậy, cứ liên tục như thế đó, và mình rất là vui, đúng không? Giờ là có quyền mặc áo ở tay, chúng ta có quyền, đúng không? Hồi xưa là có đem mấy cái phu la đeo lên, đúng không? Hoặc là treo cái này treo cái kia, đúng không? Có nhiều người như thế đó quý vị. Có những cái mùa họ có những cái nó kêu là ritual đó, cái thành một cái mình nói là sao, hay lắm. Mà không ai xa lạ, em sư mỗi lần mà sư đi thăm nó cười lắm. Đến mùa Noel là làm một tăng tất cả mấy cái đồ từ nó ra, đúng. Rồi đến Tết là tăng mấy cái đồ của Tết ra, vui lắm. Tại nó có mấy đứa nhỏ mà nó phải có cái activity, với là nó có cái theo cái season của tụi nó, biết không, vui lắm. Có đồng chán chết như chị không, có ngày tháng nào giống tháng nào chán chết, nó không có giỡn đâu đó. Tết ta cũng trưng bày quá trời chứ nhá. A Di Đà Phật. Thành ra rồi chúng ta học mến mấy cái này, đọc tới đọc lui cũng là thêm những cái ví dụ thôi. Trang 411 thì nói: này cuối tháng đêm 30 tối đen mặt trời mặt trăng chẳng hiện ra. Nói rồi đó, tất cả những người đó nói rằng mặt trăng cũng đi mất mà mặt trời cũng đi mất, tại vì thế đó là đêm 30 đó. Rồi những cái mà cũng lạ nha, mình cái quyển kinh này bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thế kỷ rồi, mà cái sự kiện bây giờ mình mới nhờ khoa học mình mới hiểu được, đó là cái chu kỳ của mặt trăng với mặt trời chạy chung quanh trái đất. Hồi trước mình tưởng là trái đất chạy chung quanh mặt trăng mặt trời. Thành ra mình khi mà khoa học mà được diễn tả ra, mình lại thấy cái Phật pháp nó rất là đúng theo cái sự hiểu của mình bây giờ đó. Chứ hồi xưa mình chỉ nghe vậy thôi, mình đâu có biết. Có lẽ là tưởng tượng cái bao nhiêu năm về trước, chẳng hạn 10 thế kỷ trước đi, các quý vị này đọc mấy cái này nói cái gì hả, đâu có không có hiểu được, đúng không? Nhưng bây giờ mình tại vì nhờ khoa học khám phá rồi, mình thấy giống như mình nói mà với nhau, hay nói với nhau đó, từ thời Đức Phật đó là đã nói rồi. Người nhà có các vị đi thọ giới nhớ cái đẩy lọc nước không? Khi mà đi thọ giới mà mau mau, sư cũng phải đi tự đi làm. Nếu mà sư huynh không có làm dùm thì tự đi làm, đi kiếm gỗ, đi kiếm dây kẽm á, dây làm tròn tròn á, thiết. Mà thật sự vậy, ở trong chùa, thời gian mà sư mới vào chùa đó, religiously luôn luôn, mặc dù mình biết là cái nước ở trong cái phong tên mà đi ra đó, cái vòi nước đi ra, làm gì có con này con gì sống ở trong đó, đúng không? Ngày xưa đó ở dưới giếng múc lên hay là lấy ở ấy thì có con này con kia, đúng không? Không có. Nhưng mà mình mới vô chùa mà, thế là để vô trong cái đẩy lọc nước phải lọc qua cái này, đúng không? Cứ thiếu lắm. Hồi xưa mấy sư này mới vô chùa thiếu lắm nhá. Được học cái gì là mau mau đem ra áp dụng liền. Cái đẩy lọc nước á dài rất là lâu. Sư nhớ ít nhất là sư ở chùa 5 năm á là luôn luôn xài cái đẩy lọc nước, phải không? Chẳng có thấy con lăng quăng nào cũng thế. Hay công nhận cái thuở xa xưa lúc mà mình mới vô trong chùa đó, vui lắm.
Rồi bây giờ đến cái phần trực chỉ, tức là cái tóm tắt của ngài, ngài nói cái gì? Trực chỉ nguyệt dụ là mượn trăng để làm ví dụ, mình hiểu cái điều đó, mượn sự tồn tại hiện hữu không có lặn mọc, không có sân diệt, như cái thấy biết của người địa cầu. Nguyệt dụ là chủ đề phẩm thứ 15 của bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra Đức Phật còn mượn tất cả mặt trời, nhật thực, nguyệt thực, tất cả những cái gì đó, mấy cái chuyện này là ngày xưa ngài nói đó, bây giờ mình mới hiểu ra, chứ hồi xưa nói chắc mọi người chỉ có gật đầu, tại vì trong kinh mà là cái gì mà ngài nói cũng đều là đúng hết đó. Không có kiểm chứng được đó. Để dụ cho sự hiện hữu và tồn tại của Như Lai Pháp Thân, của Phật Tánh, của Pháp Tánh và của Tăng Tánh. Thực sự mình nói như thế, nhưng mà có những cái vị mà đã ngộ đạo đó, chẳng hạn như quý vị có coi phim Đức Phật không? Đức Phật của ông Modi, ông làm đấy. Họ làm lại cái cảnh ở trên các cung trời đó, khi ngài thiền định xong rồi đi lên những cung trời á. Quý vị nghe những cái câu đối đáp giữa Đức Phật, để Đức Phật lúc đó vẫn còn là đang đi kiếm những cái câu hỏi, câu trả lời cho những cái thắc mắc của ngài đó. Ngài đến các cái vị thiền sư nổi tiếng ở trong thời đó, để mà học hỏi. Ngài đã được đạt đến cái tầng thiền này rồi, ngày kia đạt đến tầng kiền kia rồi, thì là ngài thấy được những cái gì, ngài hỏi những cái gì đó thì cũng hay lắm á. Thì chứng tỏ rằng là những người mà tu đạo đó là có được cái, mặc dù là chưa có được khoa học kiểm chứng, nhưng mà họ đã có được cái sự hiểu biết đó. Như là ngay bây giờ chúng ta hiểu ở các cái tầng trời, sự hiểu biết của cái hiện hữu của cái Phật tánh, của cái sự hiểu, suy hiểu sai lầm của mình đối với hiện tượng á. Thành ra mình khi mà sư lần đầu tiên mà coi cái phim Đức Phật đó, thì pass với mấy cái đầu tiên là vui vẻ đẹp đẽ đúng không, mà thử công nhận là tất cả tài tử, tất cả những cái người mà diễn viên ở trong đó, họ chọn là đúng vai hết chưa đúng không. Người ác thì cái mặt dễ ghét, là người dễ thương, người đẹp vô cùng đúng không, rồi tác phong cũng là bệ vệ đàng hoàng, nhưng mà mệnh phụ phu nhân, tất cả những cái đó, để công nhận là cuộn phim đó. Có nhiều cuộn phim đó, chẳng hạn như mình nói là The Little Buddha đó, quý vị có coi cái phim đó chưa? Hồi mình coi xong mình đi ra mình nói trả lại tiền vé, tại vì hắn là cái người đạo diễn là người Mỹ à, họ nhìn về Đức Phật của mình nó rất là, nghĩa là một cái cậu bé nhà quê nào đó, nó thôi vô cùng á. Nó trả lại tiền vé, nó thèm coi những cái phim này, ta biết này, tao thèm đi coi. Cho đến khi mà đến cái Đức Phật này đó, công nhận nó là thành 57 cuộn phim lần mà, 57 cái episode đó. Thì rồi đến cái khi mà ngài tu học đi lên những cái cung trời, những cái đối đáp của ngài với lại các quý vị đó đó, nó hay vô cùng nha. Hay mình ngồi coi say sưa nó. Thành ra có một dịp nào quý vị ấy bị dẫn nói lại cái phần đó đó, khi mà ngài đi gặp các cái vị sư phụ, hay là có cái rất là hay hả? Đâu có đâu, bây giờ hình như có trong CD mà, phải không? Có, thành ra là mấy cái phần trước thì cho vui thôi, nhưng mà cái phần mà ngài đi học đạo đó cho rất là tốt. Quý vị đọc được cái đó thì đó, khi mà mình ấy như vậy mình mới cảm nhận được là những cái lời dạy của ngài nó quá. Nên mình khi mà mình học cái kinh, cái vị kỳ trước mình nhớ học cái kinh Hoa Nghiêm không, tả cái cảnh mình không có hiểu được. Đến khi mà mình coi cái phim Đức Phật của ông Modi rồi, mình nói ô là như thế đó. Cái sự hoành tráng, cái sự diễm lệ, cái sự kêu là lớn không thể nghĩ bàn được không. Không có ngay cả sư có đến Phật Quan Sát
ở Đài Loan á, thì ở Cao Hùng á, họ họ làm cái chỗ đó cái hòn đảo lớn lắm, mà họ làm ở trong đó mình là tu sĩ đến á, thì họ mời mình ở, không có tốn tiền phòng, tiền ăn cũng không có tốn, cái gì cũng bao hết á, các quý sư. Còn các Phật tử mình đến đó thì không biết chắc cũng trả tiền trưng, họ lớn vô cùng, thì có cơ hội đi xuống Phật Quang Sơn, dạ, dạ, đó, kinh đến cái chỗ thiên đường nữa của nó đó ha, nhưng mà cũng chưa có được kêu là đầy đủ đâu, nhưng mà ít nhất là họ cũng cố gắng để cho người dân chúng biết được là cảnh giới của ấy như nào, họ cũng làm ở dưới một cái giống như một cái hầm vậy đó nha, những cảnh trời, những cái vị kêu là tiên nữ, những cái vị Bồ Tát, những gì đó họ làm cũng đẹp lắm á, nhưng mà dạ Oblast với các con đấy hả? Không, không, của Phật nó là làm cảnh khác, trong Rio. Vậy hả? Dự sư chưa có lẽ đến Las Vegas, trên đó có nè. Sư có được đi đến chỗ Phật Quan San, cái năm mà năm đó tình cờ là sư đi xong hết, tìm được hết tài liệu rồi đó. Trên đường đi về á, thì mình quyết định mình sẽ ở lại Đài Loan một tháng. Tại vì đang hóng đi về. Xong cái thì vô đó, xong rồi ở lại, xong rồi mình mới lấy máy bay mình đi, thay vì ở lại có mấy tiếng đồng hồ ở phi trường, mình xin ở lại một tháng luôn. Thì nhờ đó sư tìm hiểu cái đời sống của các vị tu sĩ của Đài Loan như thế nào ấy mà. Ủa khỏi nói, mình cũng đọc kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng Hoa đàng hoàng. Chạy gần chết. Ngồi đọc líu lưỡi luôn. Năm đó cái tiếng Hoa của sư còn khá, bây giờ tiếng Hoa của sư là biết lắm rồi, biết bát lắm. Mười mấy năm rồi, không có học là quên liền. Ôi ơi, xấu hổ vô cùng, nhìn tiếng Hoa là bây giờ xấu hổ lắm. Sư không biết chắc là kiếp nào cũng là người Hoa hay sao á. Thấy tiếng Hoa là thôi thích vô cùng, chữ đây à. Hồi sư còn nhỏ là đi buôn bán, mẹ sư là người buôn bán. Thành ra buôn bán thì đâu có cách nào mà không có liên lạc với người Hoa, cái ngành của mẹ sư á. Thành mẹ sư mới nói thôi, cho sư với cậu em kế, cho hai đứa đi học tiếng Hoa. Đi đâu đi mua hàng với mẹ đó, thì là nó nói cái gì mình hiểu hết á. Nó tưởng mấy người Việt này không hiểu, mình hiểu hết á, cười chết. Thành ra cái thời gian đó là tại vì vậy sư mới học tiếng Hoa trước, nhưng mà hồi đó học tiếng Quảng Đông, Quảng Đông thì dễ hơn tiếng Quan Thoại. Tiếng Quan Thoại nghe rất là hay, nhưng mà khó hiểu hơn, phải không? Nó cứ xì xù rất là nó ấy rất nhiều, phải không? Còn tiếng Quảng Đông thì nó thực sự kêu là cắm cằn như chó cắn ma, phải không? Nó nói chuyện thô lỗ lắm hả? Nhưng mà cái thời gian ấy là giáo sư rất thích đến tiếng ấy. Sư sinh ở Hà Nội, nhưng mà khi mà vô Nam năm 54 á, giáo sư còn bế trên tay. Lúc đó sư mới được có 7 tháng, nghe nói rằng thế mẹ sư có nuôi một u già bế sư trên tay, xong rồi cầm theo một cái nồi bé bé đó để quấn quấy bột cho sư ăn. Tại không biết mẹ sư còn sữa không biết, nhưng mà sư là 7 tháng là đã bắt đầu ăn bột rồi. Tại đi cũng theo cái đầu á một. Bố sư là người lo mấy cái đó, cũng vui lắm. Sư người Hà Nội nhưng mà không biết gì Hà Nội hết. Lần đầu tiên về đến Việt Nam là năm 95. Sư theo sư phụ về thì sư phụ cũng thấy tội nghiệp, tại xin Hà Nội mà có biết Hà Nội là cái gì. Thôi dẫn cho ra Hà Nội, ta nói xấu hổ vô cùng. Bước vô trong nhà họ đó, của dòng họ đó, bên ngoài á, ai cũng biết mình hết trơn á. Mình không biết ai, không biết ai là ai, cô này gì kia, không biết cái nào ra cái nào hết trơn. Tao nói mẹ sư, tại vì mẹ sư gửi ảnh về, mẹ sư giới thiệu hết rồi, còn tụi mình lần đầu tiên biết phải không. Sư chỉ nhận được có là em út của mẹ sư với lại em kế của mẹ sư, hai vị đó thôi. Còn tất cả những người kia rồi đứng đầy một cái nhà như thế này nè, mình xấu hổ không biết là ai là ai, gặp ai cũng gật đầu chào, ai cũng chào hết trơn, không biết nói thế nào nữa nha. Tại vì mà các người đó họ dùng dân từ khác,
mình kêu là đây là sư cô nè, còn bên đó là sư bác, sư thầy, sư gì cho nó quá, mình đâu có hiểu mấy cái đó đâu, phải không? Rồi mới đầu là vui lắm, lần đầu tiên sư về Hà Nội, rồi còn bị ăn mặn đấy chứ, dọn lên ăn, người Hà Nội không biết ăn chay, à, dọn lên thì biết là quý sư thầy này ăn chay, thì sư thấy rõ ràng là một đĩa rau muống, một đĩa đậu rán. À, rồi kế bên cạnh là một bát miến, thì sư nghĩ cái này phải chay rồi đúng không? Rồi sư mới thầy nói thầy đưa chén là con thầy mệt rồi thầy ăn chút canh miến. Ăn vô là ngậm nghe liền đó. Dạ bên bên sư ạ, dạ, sư phụ là dạ dạ không sư thì nói với thầy sư ấy, là sư bà giữa từ ấy, thầy đưa chén con lấy miến, dạ con lấy miến cho thầy dùng cho nó đỡ mệt biết không. Bà ăn một miếng là bà biết liền chết rồi, mặn rồi đó. Cái miếng này nói dạ thôi thầy để cái chén cho con, đưa cái chén của mình qua. Việt ở Hà Nội không biết cái gì là sau này ấy, khi mà năm 2005 sư về thì bắt đầu là thay đổi nhiều lắm rồi. Tức là bao nhiêu năm? 10 năm sau. 95 lần đầu tiên sư đến đó, rồi 2005 sư về lại lần nữa. Ôi trời, bây giờ thay đổi hết trơn rồi. Mọi người ai cũng biết ăn chay rồi. Hồi xưa không biết. Hồi xưa cái mấy người nói ăn chay. Cái mình đi từ người Nam ra người Bắc. Cái ông chủ quán á, ông bế đứa con. Cái ông nhìn cái mâm cơm mà ông nói chứ. Ăn thế này làm sao sống? Tại mình có cái gì đâu mà chén cơm nè, rồi mình có mang theo chút chả bông á, rồi cái mình xin chút xíu dưa chua. Hà Nội đâu có cái gì? Xong rồi cái sư không nhớ là như có phô mai ăn với chút xíu mì. Thì mấy thầy trò ngồi ăn vậy đó. Cái ông cứ bế đứa con ông đi tới đi lùi, ông nói ăn này làm sao sống. Ông tưởng tượng là phải có chỉ có cá có gì phải không. Ông nhìn ngó tới ngó lùi ông thấy toàn là cái gì đâu không cười lắm. Thật ra người Hà Nội đến khi mà sư năm 2005 sư về vẫn mọi người vẫn còn nói ăn làm vậy làm sao sống. Tại vì đối với người sinh viên thì sư cây bắc như thế này nè, lúc nào cũng có một chút xíu đậu phộng, sư chỉ ăn cơm với đậu phộng thôi, không có ăn cái gì hết. Cái đời đời cái khi mà đi đi tìm tài liệu cũng có về đến nhà đó chỉ có rau gì luộc lên ăn, chứ còn khi mà đã đi đến đó rồi là hầu như chỉ bát cho bán cho tôi một chén cơm xong rồi rắc đậu phộng lên đó là ngồi là ăn thôi đó. Đó là mấy người nhìn hú ăn cái gì đấy cũng vui đó, cuộc đời cũng rồi bây giờ trở lại không có là mình sẽ học không kịp. Đó thì ra là ngài nói tất cả những cái hiện tượng này đó mà phải công nhận ha. Cái thời đó mà Đức Phật đã mang trong kinh này đã mượn ra hết những cái hình ảnh của mặt trời, mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực ha, để mà dẫn dụ cho mình biết á là cái đó nó luôn luôn có mặt, mà tại vì cái hiện tượng á nó khiến cho nói là không có chứ thực sự luôn luôn có. Ngay cả mình thấy là một nửa như vậy mà thực sự là tại vì nó che thôi, chứ còn luôn luôn nó vẫn tròn như vậy chứ nó không có khuyết, không có gì cả. Còn mình thì đặt ra đủ thứ trong cái ngày tháng mình đặt đủ thứ hết, trăng tròn trăng khuyết nữa. Rồi thành ra ở trang tra 415 thì ngài mới phán một câu cuối cùng, sự thật trăng không có mọc, không có lạnh, không có tròn, không có khuyết tất cả những cái đó rồi mình cũng đã biết rồi. Còn có ví von các kia các cái ngài mà cái gì Phạm Duy hả, đố trăng mấy tuổi trăng già phải không. Rồi trăng vĩnh cửu vẫn tròn như lai tánh, vẫn là trăng tròn vĩnh cửu ấy, nói chung nói lại là như lai tánh nó vẫn thường còn như vậy. Rồi thì ngài nói về những tánh cách của Như Lai, về Như Lai tánh là không có thọ mạng, tức là lúc nào cũng sống vậy đó, không có thay đổi. Rồi đó là xong cái nguyệt dụ cuối cùng là chỉ có đó, đơn giản như vậy thôi. Mấy cái phẩm á mình nói đó, nguyệt dụ rồi định điều dụ rồi mấy cái đó là giống nhau hết. Rồi chúng ta đến một cái phẩm rất là quan trọng kia là Bồ Tát.
16, đúng rồi. Nay thiện nam tử, ánh sáng mặt trời mặt trăng sáng hơn hết trong cả ánh sáng. Ánh sáng kinh Đại Bát Niết Bàn ưu việt đối với ánh sáng của các khế kinh. Tại vì sao thế? Đó, trong cái tí xíu nữa sẽ nói là vì sao mà cái kinh Đại Bát Niết Bàn lại là ưu việt. Đó. Đây. Kinh Đại Bát Niết Bàn chiếu vào tâm khảm của chúng sanh thì dầu chúng sanh đó chưa phát tâm Bồ Đề, nhưng Kinh Đại Bát Niết Bàn này có thể làm nhân duyên cho tâm Bồ Đề. Có nghĩa là mình đã nghe qua một lần, tức là mình đã gieo vào trong cái tâm khảm của cái vườn tâm của mình, cái tâm thức của mình, một cái hạt giống Bồ Đề của mình. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Thế Tôn, ánh sáng Kinh Đại Bát Niết Bàn chiếu vào tâm khảm của người phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch và chiếu vào người tu tập các pháp lành, trì giới thanh tịnh, thì hai chuyện này đối với cái sự phát tâm Bồ Đề đó nó có khác nhau không? Tức là một người tội lỗi đầy người, một người thì có tâm tu học, nó có khác nhau không? Đức Phật nói sao? Quý vị nghĩ sao? Không khai sát, đúng rồi. Chỉ có, nhưng mà có nói không khai sát được, tức là vẫn đến đích, vẫn là sẽ, nghĩa là chậm vay mau thôi, mà bạn cũng sẽ tới. Đó. Tại vì nếu mà bạn, nếu mà nói rằng là không đến cùng một lúc thì đó là không có phe, đúng không? Bạn đi người bệnh quê là tội lỗi, còn người kia là chuyên tâm tu học, cũng giống như ngài hay được nói, ta là người mà lúc nào cũng chuyên tâm tu học, còn Anan á là cái người mà thích tìm hỏi hiểu về kinh điển với cái gì đó, lúc nào cũng mơ màng trong cái vấn đề đó. Còn ta, cái đích của ta là chỉ có đi tới thôi, thành ra ta mới thành nhanh hơn. Tại cái này cũng vậy, mình có thể lâu lâu mình nhớ lại những cái tích cũ đó để mà giúp cho mình hiểu. Bây giờ mình hiểu rồi, ok, nhanh với chậm hiểu rồi. Bây giờ còn cái nhất thiền đề thì sao? Hồi trước giờ người nói là nhất thiền đề là không có cơ hội, nhưng mà bây giờ trong kinh này thì có nói có cơ hội hay không? Vẫn có cơ hội. Ánh sáng kinh Đại Bát sư ở trong 422 làm nhân Bồ Đề bình đẳng cho tất cả chúng sanh. Cái câu đó là quý vị mình sẽ, đó là cái câu mà kết cuộc cuối cùng cho chúng ta để nhớ cái đó để mà áp dụng trong những câu hỏi mà người ta sẽ hỏi mình, đúng không? Người căn lành kém ít phước mỏng không thể nghe được kinh Đại Bát Niết Bàn, vì đây là một việc lớn, một nhân duyên trọng đại. Vì sao? Đây chính là thoi tắng bí mật rất sâu của Đức Như Lai, vì đã mới rằng tức là Phật tánh vậy. Ca Diếp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, những người làm nhân Bồ Đề cho người chưa phát tâm Bồ Đề. Người chưa phát tâm Bồ Đề là ai? Chính là người nhất thiền đề. Chưa phát tâm là tại vì không có tin. Thì có một lúc nào đó họ cũng sẽ quay đầu, nhưng ngay bây giờ đó họ là nhất thiền đề, tức là chưa có phát tâm, không có. Mình nhiều khi mình trong những cái định nghĩa khác thì nói là không có, nhưng mà không có gì là chắc chắn hết á, cái gì cũng phải có cái thay đổi hết. Thì là cái mà suy nghĩ là mà nó tốt nhất để nói, tức là chưa, cái lúc này không làm, chưa làm, nhưng mà sau này có cơ hội. Nếu có người nghe kinh Đại Bát Niết Bàn mà chưa phát khởi lòng tin, bỗng rồi một biến cố cực kỳ sợ hãi, thiệt sự như vậy nha. Ồ, cái sự nó đến rồi thôi, mau mau đi chùa nào, am nào, miếu nào cũng tới hết trơn á. Là để mà sao? Giúp con, giúp con đang nghĩa là nguy kịch đây, ví dụ vậy không? Lúc đó là tự nhiên phát tâm hết trơn á. Đúng rồi đấy. Dạ, mình sư vấn rất là kính phục những người đi vượt biên, không thể được tưởng tượng được cái họ, cái chết với cái sống nó không có, không còn cái ý nghĩa gì hết nào. Ok, oai thần kinh Đại Bát Niết Bàn làm nhân Bồ Đề cho người chưa phát tâm Bồ Đề, đó tức là nhất thiền đề đó, thì cũng là nhờ cái oai thần của kinh Đại Bát Niết Bàn làm được như vậy đó. Rồi những cái ví dụ nhất thiền đề cũng giống như là cái người bình thường giống như mình á, thì cũng có cái phát khởi lòng tin, thì kinh Đại Bát Niết Bàn giống như là cơn mưa rào,
thì xuống những cái ruộng đồng của tụi mình á, là người mà có phát tâm á, thì sẽ được hưởng đầy đủ những cái phước đức đó, đúng không? Đất bằng phẳng thì nó nước từ từ rút xuống. Còn anh này á, nhất xin đề là ví như cái đồi, cái đồi được quý vị biết không, nước tới một cái là ale ào xuống, chảy xuống cái chỗ mà thấp thấp, đúng không? Anh này chẳng được cái gì cả, ta đâu có phước đức gì đâu. Đó là cái ví dụ, là một cái ví dụ nữa, nhiều ví dụ lắm. Ví như cây bạch đàn, cây châm bầu, cây lòng mít, mấy cây này mình không biết cây nào, chỉ có biết cây bạch đàn thôi. Dầu chặt nhánh đốn cây rồi đâm chồm, đúng không quý vị? Quý vị cứ cạch ngang này nè, rồi thế nào cũng ở trong cái thân cây nó mới lòi ra cái khác, lòi ra cái khác, đúng không? Nhưng cây dừa đó mà bạn chặt ngang là kể bên xong, không bao giờ lên được hết trơn á. Đó là ý đang nói chuyện là ăn nhất xiển đề, ăn nhất xiển đề như cây dừa, còn nhóm chúng mình á là như cây bạch đàn, cây châm bầu. Tại mình có đức tin thì thế nào nó cũng phát khởi ở đâu đó, nó cũng vòng lên được. Rồi như lương y rằng tám khoa trị bệnh, có thể trị bệnh các bệnh, không thể trị bệnh cho người quyết định chết. Chắc cái này chắc là cô Hiền Lương có thể nói cho rõ ràng, có thể hiểu được, đúng không? Người đã mà sợ nhất, người bác sĩ mà sợ nhất đó, là cái người bệnh nhân give up. Người bệnh nhân mà nói tôi không muốn chữa nữa, tôi nghĩ rằng là tôi không có cơ hội, là có thuốc tiên nó cũng không có chữa nó được, đúng không? Tại vì nó đã give up rồi. Có thuốc đi vô nó cũng phọi ra, nó phèo ra, đúng không? Thành ra không lúc nào mà bác sĩ dám nói thiệt cho người bệnh nhân nghe thế chứ, nói nhỏ với người bệnh ấy là cái tình trạng đó đấy là hơi nguy kịch đó nha, bây giờ cho cái gì đó. Nhưng mà nói thẳng với người bệnh nhân là nó give up là kể như xong, khỏi cơ, nghĩa là đi về thôi, không có làm gì nữa hết. Vì sư con này cũng có hiểu chút đỉnh, sư đưa mấy bệnh Phật tử đi đó, ồ sợ lắm, không dám nói cái gì cho mấy người đã nghe hết. Nhưng mà mình đi gặp bác sĩ mình nói xin cho nói thiệt cho chúng tôi để chúng tôi tính, đúng không? Nhưng mà quý vị biết không, cũng còn cái phước của mỗi người nữa, đúng không? Mấy hôm nay sư nghe chuyện hết người này chết đến người kia chết, nhất là với những cái vấn đề mấy người bị dialysis rồi đó, đi lọc thận đó. Kết cục cũng sẽ mau chóng thôi. Tất cả chúng ta là vấn đề mà tiểu đường, quý vị phải cố gắng để giữ cái thận của mình ha. Rồi là nói đến cái ví dụ nữa, lột da đó, như lai giống như vậy đó, mình lột da để mình con rắn lột da để nó thoát cái xác của nó đó, thì Như Lai cũng như vậy đó. Rồi người sợ kim hoàn sử dụng cái đó, tùy theo cái gì mà cần làm á, thì ông sẽ dùng cái kỹ năng của ông để ông làm ra, từ một cái vật này nó chuyển qua một vật khác, nó có một hình dạng khác, ví dụ vậy đó. Thành ra cũng nói như là Như Lai cần đến để mà thị uy ra, hay là cần là mưa gió hay là con sông để chảy qua để giúp đỡ người Phật, là ngài thể hiện những cái hoàn cảnh khác nhau để mà giúp đỡ cái ấy của mình, các chúng sanh của ngài. Rồi cái vụ mà ở trang Sư Đăng Trang 429 mà đang nói chuyện, Như Lai có biểu ngữ rất sâu khó hiểu, cái này tếu lắm, tối nào sư cũng nghe mấy cái này nè, tại tối nhiều khi không có đủ thì giờ, thành ra buổi tối sư cứ vặn mấy cái này lên nghe nè, trong khi mà trước khi mà sư ngủ á, cái nghe cái chuyện này nó cái gì ông vua này á, có một cái mật ngữ thôi mà có bốn thứ: muối, nước, chén và ngựa. Sư nghe hai ba lần cái chuyện này nó tếu thiệt á. Quý vị đọc chưa? Ông vua thì ông có những cái gì mà ông cần thiết á, như ông xài con chữ tiên bao chiên đà bà, thật ra ông cần á thì ông la lên tiên đà bà, mà trong lúc chẳng hạn là ông đang muốn uống nước ấy, thì nghe tiên đà bà là
cái người mà cận vệ mà hiểu biết thông minh ấy, biết ông đang uống nước, bưng cái chén đến liền để rót nước cho ngài uống. Khi mà ngài muốn đi dạo ở đâu đó, ngài nói tiên đà bà, lúc đó phải mau ông thắng ngựa tới đưa ra đấy. Nói nghĩ là ngài đã ăn cơm ấy, ngài nói tiên đà bà là biết phải đem muối tới rắc thêm một chút ăn cho nó ngon. Hồi xưa quý muối ký vô cùng. Tối tối xưa nằm tôi nghe mấy cái chuyện này đó diễu lắm. Quý vị có biết là quý vị có thể vặn mấy cái này lên đó, tối đó để trong máy xong rồi nó vặn to lên, tại có mình xưa ở một cái phòng đó đúng không, vặn thao vặn to lên, sư nằm sư nghe đến khi sư đi ngủ, rồi sáng sớm mai là sư lại tắt nó đi, coi mình nghe được đến phẩm số mấy đó. Cười lắm cái vụ mà ông tiến là bà mà muối rồi ngựa rồi cái gì đó tếu lắm. Cái này nói chuyện giỡn như vậy nhưng mà Đức Như Lai cũng tương tự như vậy, ngài có bốn cái gì mà ví dụ là ngài là Đức Phật giỏi lắm, ngài Đức Phật cũng có bốn cái đó. Vậy chúng ta có bốn cái đó kiểu là gì, quý vị thấy trang 430 đúng không, là thường lạc ngã và tịnh, mình nói là tịnh đúng không, nhưng mà ra đây là không, thấy chưa, thường lạc này, ở trang 430 431 là ngã và không đó. Bị gì đấy ạ? Con kiến ạ. Rồi, thành ra quý vị đọc mà thêm mấy cái chỗ này hả? Một cái vụ mà cái cô gái mà đem sữa đi xong rồi cái gian lận để đổ thêm nước vô hoài đó. cũng vui nữa. Đó, thành ra giống như mình đây thì đời Đức Phật còn tại thế đó thì ngài đã sợ trước rồi, là cái vụ tam sao thất bổn á, người này nói xong qua tai người kia nó lại viết thành cái chữ khác nữa không, thành ra nó không có cho viết xuống á. Như bây giờ thì cái tất cả đều được viết xuống, nhưng mà càng lúc diễn giảng của các vị tổ sư nó cũng cái ý nghĩa nó cũng khác rất nhiều rồi á. Thì cái ví dụ là giống như này nè, cái cô con gái ấy, nó bán nó mua sữa của cái người lái buôn đó, rồi vì anh muốn có lời hơn đó, anh phải đổ thêm sữa rồi rồi đến qua cái tay cô khác nữa, cô nó cũng có lời nữa lại đổ thêm sữa đến tay ông ba hộ, ông mua cái sữa về đó thì còn có chút xíu mùi sữa thôi, nhưng Đức Phật nói có còn hơn không. Đó, thành ra tức là trong cái quá trình sống Phật pháp được lưu truyền thì nó cũng bị giảm bớt cái ý nghĩa chính của ngài đi rồi, đúng không? Trời trời mấy tam sao thất bổn với lại mình kêu là gì, cái người buôn bán nó không có được thẳng thắn phải không, cứ cho thêm nước vào đó để mà có lời. Mua 3 lít thì bán thành 10 lít đúng không? Rồi, thì đó, nói chung là chờ cái 300, sư đáng đến trang 348 cũng vẫn nói đến cái vụ sữa này. Xin lỗi, đúng rồi, 438, dạ, vẫn nói về sữa. Rồi. Rồi, xưa ở trang 443, hàng Bồ Tát duyên giác thanh văn cũng đồng có một Phật tánh như sữa của bầy bò đồng cỏ có một màu. Vì ba bậc người ấy đồng diệt sát hết phiền não như nhau, nhưng chúng sanh thì nghĩ rằng Bồ Tát duyên giác thanh văn ắt phải có sai khác. Dạ đúng rồi, tại vì cái sự tu hành của họ đến cái chừng mực nào á, nhưng mà nói rằng đúng là cái chừng mực của họ, cái sự tu chứng của họ đến đó, nhưng mà cái tinh hoa cái cốt lõi đó nó vẫn là xem là cái sự giải thoát của cái giáo lý của Đức Phật đó. Thừa dù có ba nhưng tất cả ba thừa cũng đồng một Phật tánh, như người chăn bò đã hiểu màu sữa đồng một màu. Đúng rồi, con bò là màu trắng, con bò màu đen, con bò màu pha hay màu trắng đen đều ra cái thứ sữa màu ngà đó thôi, không có màu trắng không có ra trắng, mà đen không có ra đen đó.
Rồi tiếp tục đến chẳng hạn như các cái quặng mỏ với vậy đó, rồi lọc riêng thứ nào đó thứ nấy để mà kết tinh làm thành những cái thứ mà nó rặt còn có một thứ thôi, cái tinh hoa của nó đó, chẳng hạn vàng nó ra vàng, bạc nó ra bạc, ví dụ vậy đó, để họ dùng cái lấy lại cái tinh hoa đó để họ làm những cái thứ trang sức. Thì pháp Phật cũng tương tự như vậy, mình tu hành đến đâu, mình tu hành đến cái mức đó thì mình là được quả thanh văn, mình tu hành đến đây thì mình được quả duyên giác, mình tu hành đến đây mình được quả Bồ Tát, nếu vậy đó. Nhưng mà tất cả cũng đều có trên cái tiến trình để mà thanh lọc á, để mà mình đi đến cái đích cuối cùng. Cái đích cuối cùng của mình á là mình nhà sư Đàng Trăng 744, đó là mình tận diệt tất cả cái phiền não á. Rồi trong cái Bồ Tát á, ngay như cả cái bài trước mình có nói đó, là ngay cả Bồ Tát có những cái phần mà vẫn chưa có những cái phần lậu hoặc á, vẫn chưa hết á, thành ra vẫn chưa có thể nhìn thấy cái tánh Phật cái giống như Đức Phật thấy vậy á, nó vẫn phải tiếp tục mà thanh lọc thêm nữa đó. Thì trong cái ví dụ này á, đó nó đều nói là thứ nhất là có cấp bậc, thứ hai là nó có cái thành quả của nó, và cái thứ ba là cuối cùng tất cả mọi người cũng đều đi đến cái đích như nhau, đó là thanh lọc được tất cả những cái lậu hoặc, những cái phiền não, để đi đến cái sự thanh tịnh hoàn toàn của cái đấng giác ngộ đó. Thì về cái trang 445 thì lại nói giống hệt như vậy, tức là các ngài giống một kiền liên Xá Lợi Phất, tất cả những người này là đệ tử lớn, đại đệ tử của Đức Phật đều đã chứng quả thanh văn hết rồi, đúng không? A La Hán quả đó là quả thanh văn đó. Đó thì nói thì ở trong cái nhân gian thì mình nói là ngài đó chứng tiểu quả, khi mà đến duyên giác thì có là trung quả, mà đến Bồ Tát thì nó là đại quả, nhưng mà đến cuối cùng hết đó. Đó, tức là chia cấp bậc như vậy đó. Nãy mình mới nói về các thứ vàng ròng như vậy, rồi các cái quả của ba thừa giống hệt vậy đó. Thật ra dù có cái cấp bậc như vậy mà tất cả nó vẫn cái mục đích cuối cùng á là mình nhắm tới đó. Rồi có một cái chuyện trang 447, có một người ở trong thành Câu Thi Na tên là họ là trong cái dòng giống Chiên Đà La đó, thì tên là Hoan Hỷ theo lời Phật dạy, người này đã được thọ ký sớm thành Phật trong 1000 Phật ở thế giới Ta Bà. Chỉ một lần phát khởi tín tâm và thành quả lớn lao như thế, cớ sao Như Lai không thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất? Đây là những cái đệ tử đầu tay của Đức Phật, tôn giả Mục Quyền Liên mau thành Phật đạo. Nghe Đức Phật mới nói: này thiện nam tử, sự thọ ký của Như Lai mau thành hay lâu thành vô thượng chánh giác, tức là cái cấp bậc cuối cùng của mình á, không có giá trị hơn kém, cũng không có ý nghĩa hơn xui. Có người phát tâm cầu thành Phật đạo, Như Lai thọ ký cho họ sớm thành. Có người có ở hàng thanh văn duyên giác, tức là các đại đệ tử của Phật á, phát nguyện mãi mãi hộ trì chánh pháp như ông A Nan. Chẳng hạn ông đã phát nguyện trong cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ngũ trừ ác thế thệ thiên nhập mà như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất đơ thử thủ nê hoàn đó. Đó thì quý vị có thể thấy rằng là đây là những cái đệ tử mà tại sao lại ngài lại có thể là thiên vị hay sao mà lại giúp cho cái gã trong cái giai cấp Chiên Đà La đó mà được thành Phật sớm, trong khi những người này là những người thân cận, những người mà đã chứng quả mà lại không có ấy. Đức Phật nói ngài chưa, quý vị chưa thấy hết. Có mỗi người là còn lại có những cái đặc biệt của họ, chẳng hạn như ngài A Nan, ngài đã phát cái thệ nguyện như vậy, là vẫn tiếp tục mà hỗ trợ các chúng sanh đấy, chung bất ư thử thủ nê hoàn, khi mà họ vẫn còn một cái chúng sanh thì con chưa có nhập cái quả vị của con, đúng không? Đó, thì quý vị không có biết, quý vị nhìn sơ sơ ngoài thì vẫn có thể thấy thôi, nhưng mà không phải để coi cái nguyện của người ta đó. Rồi
Thành ra nói xong là cái phần này mình vẫn nói cuối cùng á, là cái Như Lai thường trụ, tất cả những cái ý chỉ cho mình á. Cứ trong đây trong cái trang 543 có nói một cái này: nếu không tu học kinh đại thừa Đại Bát Niết Bàn thì ba đức tánh của một Bồ Tát không do đâu mà có được. Ba đức tánh của Bồ Tát là cái gì, thưa đại chúng? Thì chúng ta nhìn lại cái trang trước đó là 542, xin lỗi, 452. Là một Bồ Tát không thể không tu tập kinh đại thừa Đại Bát Niết Bàn, đúng không? Một cách khác, không biết kinh Đại Bát Niết Bàn, không tu theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì không có chủng tử đại thừa, không có chất liệu Bồ Tát, tâm thần Bồ Tát không có được thì không là Bồ Tát được. Bởi vì Bồ Tát có nghĩa là, thứ nhất, đại đạo tâm thần tự chúng sanh, hữu tình giác và giác hữu tình. Đó, là ba cái điều này. Thì đây là ba đức tánh của Như Lai. Đại đạo tâm thần tự chúng sanh, tức là mình vì chúng sanh. Mình vì chúng sanh tự. Rồi cái hữu tình giác, những người mà có cái tình cảm giống con người ấy đó, thì là mình làm sao để mà giác ngộ được cho họ, và mình giác hữu tình. Khi mà mình đã được giác ngộ rồi thì mình phải quay trở lại để mình giúp họ. Nói chung suy nghĩ cả hai cái ba cái đức tính đó, là mình nói thứ nhất là ngài, các cái ngài Bồ Tát là phải phát tâm cũng như là có cái lòng từ bi vô hạn để mà giúp đỡ chúng sinh. Rồi thứ hai là ngài phải chứng đắc được những cái này, tức là phải có trí tuệ của đức học của cái giáo lý của Đức Phật. Và sau cuối cùng là ngài vì mọi người vị tha, tức là thứ nhất từ bi, trí tuệ và vị tha. Đó là ba đức tính mà suy nghĩ trong cái câu hỏi khi mà vừa đọc cái này mình nói ba cái đức tính đó là cái gì. Tại vì nếu mà vị Bồ Tát mà không vì chúng sinh thì vị đó không thể là Bồ Tát được. Vị Bồ Tát là phải vì chúng sinh. Rồi mình nói đến hỏi là nhất thiền đề là một bệnh tật, nếu mắc phải rồi đấng thượng vô y vương cũng vô phương chú chữa. Nói đâu, mình từ đầu bài mình đã nói rồi mà, mặc dù nó có bệnh nhưng mà cũng có lúc nó quay đầu. Thành ra không có phải bệnh này là kết cục đâu, nó vẫn luôn có cái cơ hội để quay lại. Tại vì mình chỉ có nhớ được một câu thôi, Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì cái anh chàng này chưa có Phật tánh thôi, chứ không phải không có, đúng không? Sẽ còn có 5 phút nữa là đấy. Tức là họ chưa có được có một cái cơ hội để mà phát triển và có một cái già, đúng rồi, để mà dùng nó đó. Thật ra là quý vị không có gì thắc mắc hết nhá. Mình chỉ nhớ một câu là Đức Phật dạy tất cả chúng sanh, ngay cả cái đứa mà không có phát tâm cũng sẽ phát tâm một ngày nào. Rồi bốn mật ngữ mình nói nãy trong cái bài trên mình nói đó, vô thường, vô ngã, khổ không ấy, đó để đối trị với là cái thường, ngã, lạc, hữu của chúng sanh. Đó là bốn cái bệnh. Thì cái giống như ông vua đó, khi mà cần uống nước á thì thì ông la lên, cái người này phải hiểu là đem cái ly tới, muốn đi chơi là la lên, cũng ngồi cái đó. Thì bên mình cũng vậy, Đức Phật cũng tiếu chứ. Rồi A Di Đà Phật, có mình chỉ học đến cái phần này. Sư nghĩ cái câu mà quý vị để ý cái chỗ là 646, xin lỗi, 464. Sư thích đổi số lắm á nha. Có quý vị còn tỉnh không đó nha. Vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, đích đến là một, tức là đó là cái mục đích của tất cả chúng ta, là đến cái mục đích là vô thượng Bồ Đề hay là vô thượng Niết Bàn. Bồ Đề với Niết Bàn là một. Thanh Văn Duy Giác Bồ Tát Phật cũng sai khác, mà cũng không sai khác. Tại vì sao?
sai khác là tại vì mình đang tu hành đến đó mình ấy, nhưng mà không sai khác tại vì cuối cùng mình cũng sẽ đến đó thôi, chỉ có sớm và muộn, trước và sau thôi. Rồi tất cả chỉ có tóm tắt ở chỗ đó thôi ạ. Ơi đại chúng, rất tốt chúng ta học được bài ấy. Rồi tuần sau chúng ta sẽ học bài đại chúng sở thuận thư hỏi sở vấn. Dạ. Xong rồi đến hiện bệnh. Theo sư biết á, là chúng ta học đến cái quyển 1 á, là đến ăn nhi hạnh. Thì mình phải bằng mọi giá phải cho hết cái quyển 1 nha. Xong đến quyển 2 là phẩm 22 đó, phẩm quang minh biến chiếu. Những cái mà phần sư nói tuần trước á, sư sẽ in cái này ra để cho quý vị làm cái tài liệu. Xong rồi những cái bài cuối cùng của mình á, là những bài quan trọng, bài sư tử hống nè, quý vị biết không? Quang minh biến chiếu là sư tử hống, những cái phẩm đầu tiên á, có lẽ là mình sẽ tiêu nhiều thời gian. Chỉ cái phẩm cuối cùng mà không quan trọng, tại vì sao? Mình đã học ở cái kinh Nam Tông rồi, đúng không? Cái diễn tiến của cái tang lễ của ngài mình biết hết rồi, đúng không? Đó. Thật ra những cái phẩm cuối cùng mình không sợ. Cái quan trọng là cốt lõi của kinh này đó. Sư nghĩ là ở trong cái quyển 2 đó, trang cái phẩm 22, 23. Hai cái phẩm đó quan trọng. Tuần này mình sẽ đi chậm chậm. Thôi mời đại chúng đứng dậy, chúng ta sẽ tụng bài hồi hương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tâm thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng phần đạo vô thượng, thệ nguyện thành.